Underrated hẳn đã không còn là vấn đề gì xa lạ trong cộng đồng những người đam mê văn hóa 2D tại Việt Nam. Đó là từ dành cho những series hay không nhận được sự quan tâm cần có. Có vô vàn lý do đứng sau vấn đề này, chẳng hạn như chất lượng anime truyền thể thấp, nội dung lằng nhằng khó tiếp cận, hay đơn giản chỉ là không thích hợp với thị hiếu số đông, đã quá quen với các tác phẩm viral mì ăn liền. Chúng ta đã thấy được điều này qua No Game No Life, Mondaiji và Infinite Dendrogram. Song tiêu biểu nhất trong chủ đề có lẽ phải kể đến đó là Toaru Series. Toaru Majutsu no Index, hay với tựa đề Việt là Cấm Thư Ma Thuật Index, là một series light novel do tác giả Kamachi Kazuma sáng tác và minh họa bởi họa sĩ Haimura Kiyotaka. Series được phát hành lần đầu vào năm 2004, cho đến nay đã được gần 20 năm tuổi và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong khi sấp xỉ 60 volume, sắp thành One Piece light novel đến nơi rồi, Toaru luôn được xem như một trong những tượng đài light novel nổi tiếng và thành công nhất, sánh ngang với những franchise đình đám khác như là SAO, Tensura và Haruhi, với doanh số hơn 32 triệu bản in, thường xuyên lọt top bán chạy, đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận như lọt vào đại sảnh danh vọng của Konorano do khuấy đảo bảng xếp hạng trong thời gian dài, sở hữu cho mình hàng chục spin-off lẫn side story ăn theo. Bộ truyện nhận được sự đón nhận đông đảo trên cả thị trường quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc. Trang web chia sẻ video đang cực kỳ phổ biến của quốc gia này, Bilibili, có tên gọi bắt nguồn từ biệt danh của Misaka Mikoto, một trong những nhân vật nữ chính của truyện. Thế còn ở Việt Nam thì sao? Rất tiếc, nhưng như đã nói ở trên, Toaru bị thiếu đi sự quan tâm với lượng fan ít ỏi và gần như không có chỗ đứng vì nhiều lý do, dẫn đến việc vô cùng ế ẩm và bị delay trong tình trạng số tập cách xa bản gốc hàng cây số. Chính vì vậy, nhiệm vụ chính của chúng mình trong video này đó là giới thiệu cho mọi người thấy bộ truyện này đỉnh ra sao và nhiều bạn đã bỏ qua một tuyệt tác chất lượng đến nhường nào. Lưu ý, bản truyền thể anime mặc dù không quá tệ nhưng thiếu hụt rất nhiều thứ so với nguyên tác light novel, đặc biệt là season 3. Những bạn nào chỉ xem anime có thể sẽ thấy không thỏa đáng với những nhận xét của mình. Vậy nên hy vọng sau video này sẽ tiếp cho các bạn thêm hứng thú tìm đọc bản truyện gốc để có được trải nghiệm tốt nhất cũng như đánh giá khách quan hơn. Đặt bối cảnh tại thành phố Học Viện, thành phố của khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc so với thế giới bên ngoài 20 đến 30 năm. Đồng thời là một quốc gia độc lập nằm phía tây Tokyo, chuyên đào tạo những siêu năng lực ra, các đối tượng sở hữu tài năng làm được những điều phi thường. Nội dung của Toaru chủ yếu xoay quanh Kamijo Toma, một nam sinh trung học bình thường sống tại thành phố Học Viện, sở hữu Imagine Breaker, quyền năng cho phép vô hiệu hóa mọi sức mạnh siêu nhiên ẩn dưới bàn tay phải. Mặt khác, năng lực này cũng ảnh hưởng đến vận may của cậu. Thứ phép màu mà chúa ban tặng khiến cậu bẩm sinh mang trong mình bất hạnh. Ngày nọ, cậu vô tình bắt gặp Index, một bé tu nữ loli nắm giữ tri thức của 103.000 cuốn ma đạo thư và cứu cô bé thoát khỏi sự săn lùng của những kẻ bí ẩn tự xưng là pháp sư. Nhờ vậy biết đến sự tồn tại của một thế lực khác đối nghịch với khoa học là ma thuật, cũng chính là một trong hai phe phái cơ bản của bộ truyện. Từ đó, Thoma liên tục trở thành trung tâm của những xung đột giữa hai phe ma thuật và khoa học. Nếu chỉ dùng từ hay thôi thì có lẽ chưa đủ để diễn tả độ xuất sắc của Toaru. Ngay trong những tập đầu tiên, chúng ta đã được chứng kiến bối cảnh vô cùng vĩ mô trong một thế giới có sự giao thoa giữa siêu năng lực và ma thuật, chính trị và tôn giáo. Mặc dù cách mở đầu vào câu chuyện khó có thể gọi là mới mẻ, nhưng sớm thôi, bạn sẽ nhận ra nội dung của series này không hề đơn giản một chút nào với lượng thông tin dày đặc cùng tình tiết dồn dập. Trong nửa đầu phần cựu ước Old Testament, tác giả đã xây dựng cho độc giả làm quen với những thứ căn bản của series. Có thể vì vậy trong khoảng thời gian này, chuyện vẫn chưa thực sự mang tính đột phá. Tuy nhiên không vì thế mà ta nên đánh giá thấp giai đoạn này, bởi tác giả Kamachi đã thực hiện và triển khai nó một cách hết sức tinh tế, khi mỗi volume, mỗi sự kiện, mỗi nhân vật của volume trước ít nhiều đều có mối liên hệ với volume sau. Kamachi nhờ đó đã khiến liên kết mạch truyện của Toaru trở nên vô cùng chặt chẽ và mạch lạc. Nếu chỉ đọc một cách qua loa thì đảm bảo bạn sẽ lập tức bị choáng ngợp bởi lượng thông tin cần nắm bắt mà mình đã bỏ sót. Toaru đã mang đến cho người đọc cảm hứng theo dõi, bám sát từng dòng truyện để không phải bỏ lỡ chi tiết nào như vậy. Người ta có câu góp gió thành bão, và cách triển khai của Toaru cũng tương tự. Từ những mảnh ghép nhỏ lẻ, dần dần ta sẽ có được một bức tranh tuyệt đẹp sau quá trình giải công lắp ráp. Cốt truyện vốn dĩ đã khá ổn định, đạt được đủ sự hấp dẫn cần thiết, thì tới volume 12 ta lại thấy nó đi lên một tầm cao mới khi diễn biến được đẩy mạnh, trở nên cuốn hút không thể tưởng tượng được, bởi kể từ volume này, tác giả đã bắt đầu dẫn dắt người đọc đến cao trào của toàn truyện, cho ra những arc có thể coi là tinh túy nhất của series là Nội Chiến Anh hay Đệ Tam Thế Chiến. Cách thức này vẫn sẽ còn tiếp tục được tin dùng trong hai phần tiếp theo của truyện là Tân Ước và Sáng Ước. Dù nhịp truyện có trở nên chậm chạp hơn, song sự chậm rãi ấy đã góp một phần không nhỏ trong những arc truyện Orthinus, Coronzon hay thậm chí còn bùng cháy hơn bất cứ arc truyện nào từng có trước đó. Yếu tố đỉnh cao nhất của Toaru nằm ở việc xây dựng thế giới, world building. Thế giới được xây dựng trong Toaru là một thế giới vô cùng rộng lớn, rộng đến mức bạn sẽ phải tự hỏi đây có thật chỉ là một bộ light novel hay không.
chúng mình đảm bảo sẽ khá là khó khăn trong việc tìm kiếm bất cứ một series light novel nào sở hữu nền tảng world building ngang cơ với Toaru, chứ đừng nói đến chuyện hơn. Nắm giữ lượng thông tin, thuật ngữ, khái niệm khổng lồ mà nếu so sánh sẽ không ngoa khi cho điểm 1/9/10 với dòng Fate bên nhà Time Moon. Quy mô trải dài đầy đủ các lĩnh vực từ khoa học, thần học, ma thuật, lịch sử, địa lý, không gian và thời gian, từ đông sang tây, từ tây sang ta. Nên biết, với cách triển khai build up tăng dần ở trên, không chỉ áp dụng cho mạch truyện mà đến cả phạm vi cục diện cũng sẽ ngày càng được nhân lên. Thoạt đầu chỉ là gói gọn trong bối cảnh chính là thành phố học viện, sau này các nhân vật sẽ phải đối đầu với những vấn đề cao siêu đến mức xuyên quốc gia lục địa, ảnh hưởng đến sự tồn vong của toàn thế giới, hay thậm chí đã có lần vũ trụ thực sự bị hủy diệt. Thiết lập hệ thống của Toaru luôn là thứ được quan tâm chú trọng bậc nhất, đặc biệt là về phần ma thuật với tính logic tuyệt đối. Hãy thử tưởng tượng một chi tiết tưởng chừng là plot armor lại được giải thích một cách cặn kẽ và hợp lý. Đây rõ ràng không phải việc dễ dàng gì, nhưng series này đã làm được điều đó. Tác giả Kamachi thể hiện mình là một người chăm chút tìm hiểu, khi gần như lúc nào cũng thêm thắt yếu tố mới vào cho câu chuyện, nhằm gia tăng sức hút. Các bạn phải hiểu là một cựu sinh viên mình quen phải mò ghi chép về Golden Dawn ở tận thư viện Úc và Anh mới có, mà Kamachi đã thêm vào chuyện, chứ không chỉ đơn giản là những tư liệu trôi nổi trên mạng Internet. Bên cạnh những liên hệ đã làm quá tốt của Cơ Đốc giáo và huyền học phương Tây, những khái niệm cốt lõi cũng được tận dụng triệt để hình thành nét độc đáo, đa dạng và thú vị riêng của bộ truyện. Tiêu biểu là Kamachi xây dựng vũ trụ quan chính của Toaru là một thế giới đa lớp, khác bọt hoàn toàn so với cơ chế đa vũ trụ hay thế giới song song đã phổ biến hiện nay. Hệ thống sức mạnh cũng là điểm được đánh giá cao. Nhân vật không phải cứ có thông số, sức mạnh thuần túy nhỉnh hơn là auto giành chiến thắng, mà còn phải dựa trên mối tương quan khắc chế tựa như trò chơi búa bao kéo. Dù cho hùng mạnh đến đâu, nhân vật chắc chắn vẫn sẽ có điểm yếu để khai thác, để kẻ yếu nhất cũng có thể đánh bại được kẻ mạnh nhất, từ đó đề cao tính chiến lược thay vì dựa hơi vào sức mạnh tinh bạn hoặc búp bẩn giống bao bộ truyện khác. Dàn nhân vật của Toaru đồ sộ không kém gì lượng thuật ngữ, nó phong phú cả về tính cách lẫn tạo hình, mục tiêu lẫn lý tưởng của mọi nhân vật đều để lại ấn tượng nhất định. Chúng ta không thể nào đánh giá những nhân vật theo kiểu phiến diện, phân chia rạch ròi giữa ranh giới tốt và xấu qua vai trò chính phản diện của họ. Có thể vẫn là nhân vật đó, nhưng chỉ cần có góc nhìn khác đi thì từ kẻ ác sẽ ngay lập tức trở thành người tốt, hoặc ngược lại. Thiết nghĩ qua cách xây dựng như vậy, Kamachi muốn nhắn nhủ chúng ta phải tỉnh táo hơn trong quá trình nhìn nhận một ai đó. Bộ ba nhân vật chính được xây dựng như những anh hùng hơi hướng kiểu mẫu, kiêm người đi đầu trong làng bình đẳng giới. Với Kamijo Toma, một người tư tưởng bình thường có trái tim nhân hậu, thích lao đầu vào chuyện bao đồng. Accelerator, kẻ tự xưng là ác nhân trong công cuộc chuộc lại tội lỗi. Và Hamazura Shiage, kẻ thực sự bình thường, cố thực hiện những điều không tưởng bất chấp sự yếu kém của bản thân, dù cho hắn có tầm thường đến đâu, trong thế giới đầy rẫy những thực thể quyền năng này đi chăng nữa. Họ cũng đã có cho mình hành trình xây dựng tương đối thành công và thuyết phục. Nếu được ủng hộ, chúng mình sẽ khai thác tuyến nhân vật này trong thời gian tới. Điểm đáng khen cuối cùng mà chúng mình nên nhắc đến là phần minh họa. Dưới ngòi bút của họa sĩ Haimura, người từng lọt top những họa sĩ light novel xuất sắc nhất, phải công nhận art của Toaru đặc sắc không kém gì câu chuyện nó mang đến. Không cần thiết phải là những bức tranh lung linh sắc màu, những tấm hình minh họa của Haimura nổi bật vì art style không bị bão hòa hay nhầm lẫn với bất kỳ nghệ sĩ nào. Ban đầu khi ông chưa hoàn thiện phong cách vẽ, có thể các bạn sẽ thấy không được thuận mắt, nhưng càng về sau đến khoảng volume 11 trở đi thì ngày càng ổn định hơn cùng với mạch truyện. Mặt khác, ngoài những ưu điểm kể trên, Toaru vẫn còn một vài nhược điểm. Đầu tiên là việc quá tập trung vào sự sáng tạo nên chưa thể giải quyết được những vấn đề một cách triệt để. Đa số những tác phẩm giả tưởng sở hữu world building khổng lồ giống Toaru đều gặp phải vấn đề này khi có quá nhiều ý tưởng dẫn đến khó khăn trong việc hoàn thiện, nhiều vấn đề chưa được giải quyết ổn thỏa thì vấn đề khác lại ập đến. Hệ thống khoa học là bằng chứng điển hình cho hậu quả của việc tập trung đầu tư quá nhiều vào ma thuật, không chỉ sai lệch căn bản đáng kể mà còn lép vế cả về tiềm năng khai thác. Đây có lẽ là một trong những điểm trừ lớn nhất của series, nhưng nếu không bận tâm, 90% các bạn sẽ phải dành lời tán dương cho Kamachi vì đã tạo ra một thế giới tuyệt vời đến như vậy. Văn phòng có lẽ là một trong những mảng yếu nhất của Toaru. Nói sao nhỉ? Sa mạc lời chính là từ phù hợp nhất với văn phong của Toaru. Các bạn hẳn đã nghe qua về một bộ light novel có tiếng nào đó được phát hành tại Việt Nam ế chồng ế chơ, ít ai thèm đọc vì quả văn quá dở tệ. Phải, nó chính là Toaru. Văn phong của Toaru không mang nhiều tính nghệ thuật và khá là khô khan. Dễ thấy nhất qua cách lạm dụng mẫu câu so sánh của Kamachi với tần suất 3 dòng một câu, lại còn so sánh với toàn những thứ đâu đâu khiến người đọc quá là khó hình dung. Nếu muốn thưởng thức series này trọn vẹn, mình không thể làm gì hơn ngoài việc khuyên các bạn hãy học cách làm quen với nó. Trên đây là một vài đánh giá của chúng mình về Toaru Majitsu no Index, một series sở hữu mạch truyện hấp dẫn, thiết lập hệ thống tương đối tỉ mỉ và một thế giới đầy màu sắc. Dù có một vài điểm thiếu sót, bộ truyện vẫn đáng được ghi nhận như một trong những series light novel đáng nhớ nhất của thời đại này, cũng như nên có nhiều sự quan tâm hơn tại thị trường Việt Nam. Hy vọng video đã giúp các bạn có một cái nhìn tổng quát về series Toaru.
Hãy để lại bình luận cho chúng mình nếu muốn biết thêm thông tin về Toaru nhé. Nếu các bạn thích video của Anime Rewind, hãy để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Nhớ bấm nút subscribe và bấm nút chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. See ya!